Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 17 tháng 6, em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật Bãi. Ở đây thì có chất liệu là fib và carbon, gồm có cần 2 khúc, cần lục, ISO khoan nhỏ, mini, lưu, dây trong. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến mọi người là một cặp cần trước. Cặp số 1 là một cặp cần chất liệu fib, gồm có một cây fib đỏ và một cây cần đặc. Cây fib đỏ này nó chiều dài nó là 2m1 của Olympic lưu nha mọi người. Bát nó là bát vặn nè, tay cầm ở đây là dạng gỗ ép đó mọi người, cũng rất là chắc chắn ha. Khoan đây là khoan dạ quang, khoan đá sứ dạ quang nha mọi người. Fib đỏ và cây này thì nó bị hụt ngọn nè, nó có gãy ngọn nhưng mà em đo là vẫn còn 2m1 nha mọi người, nó bị hụt một xíu ha. Cái này là của cái nút này, nó có bị hụt một xíu đây cái ngọn. Đọt của nó là 2 ly 3, nặng 180g, hàng nội địa Nhật. Nó bị ngay cái ngọn, còn lại các khoen thì còn xài ok. Và cây này cần đặt 1m65, bát nhựa, tay cầm nhựa, khoen thì là khoen đá sứ, khoen này là khoen không có lồng sứ, khoen inox như thế này. Ngọn cần là 2 ly 1, nặng 160g. Mã số 1 giá 200.000. Số 2 là một cây cần tay. Cây cần tay của hãng Olympic, dài 5m4. Cây này là hàng nội địa Nhật, phơ cần cũng còn đẹp. Cái này ngọn của nó là 1 ly rưỡi, nặng 360g. Phô cũng còn đẹp ạ. Số 2 200.000. Số 3 là một cặp cần, cặp ISO khoan nhỏ, gồm có 2 cây 4m5 nha mọi người. Cây này 4m5, bát Fuji FS6, khoan Fuji, đọt 2,1 ly, nặng 280g. Cái này đồ cứng chắc tầm 3h. Và một cây nữa là 4m5, bát Fuji FS6. Khoen này là khoen Fuji. Ngọn của cần này là 2 ly 1, nặng 310g. Cần này đọt lớn về, mọi người có thể hạ cần tay mình đánh ha. Chất liệu là fib. Cặp số 3 300.000 cặp này. Free ship luôn nha mọi người. Số 4 là một cây cần. Cần này là cần Olympic, tay cầm ở đây là bằng nhựa. Bát vặn như thế này. Olympic. Khoen này á mọi người, cái này nó không có khoen, cái này nó bị rớt khoen hết rồi nha mọi người. Cái đầu ngọn nó đi, em đo là còn 3m8 nè. Cây này về mình có thể câu tay cũng được, hoặc là mọi người gắn khoen vào xài ha. Màu của nó là màu sữa như thế này, cần bạo lực, dòng New Phoenix 3m9, mà cây này nó hụt 10cm còn 3m8. Đọt 3 ly 3, nặng 760g. Số 4 190.000. Số 5 là một cây 5m4, hàng nội địa Nhật của Daiwa. Đọt 2 ly 1, nặng 400g, đọt 2,1 ly. Phô cần ở đây thì nó có hơi dược sơn xíu thôi nha mọi người. Phô này còn đẹp. Số 5 giá 200.000 thôi nha mọi người, dài 5m4 ạ. Số 6 là một cây cần. Cần này là nguyên bản của nó là cần tay á mọi người, 7m2 nè, em đo còn 7m1, 7 lắm. Cái này hàng nội địa Nhật. Cây này thì nó gắn thêm cái bát nè, bát Fuji FS6 nè, và nó
gắn thêm mấy cái khoen, mà khoen này em cũng thấy hư hết rồi, vì cái này chắc mọi người sợ đánh cần tay quá. Gốc tới 39,5 ly, cây này 7m1, gốc to 39,5 ly, đọt 2 ly mốt, nặng 930 gram. Cây này hơi nặng, cây này thì nó không còn cái buộc dây á, nó bị mất rồi. Mọi người mua thì em bỏ cái dây vào cho mình, về mình xài cần tay, còn không thì mọi người thích cần máy thì có thể gắn khoen vào xài ha. Cái này nó có sẵn cái bát rồi, đây nó có gắn cái khoen mà nó bị bể, có khoen khoen nó bị hư. Đặt cây này to nặng nha mọi người. Số 6 dài 7m1, giá 200 ngàn. Số 7 là một cây súp súp power 4m2, cứng 25 5 lóng, thu gọng 101 cm, phím đỏ của Daiwa, bát Fuji FS7, khoen là khoen đá sứ, khoen cái mình gặp được nha mọi người. Đó, gặp xuống gọn gàng ha. Rồi, cây này thì ngọn của nó là 2 ly 7, nặng 640 gram, 2 ly 7, phôi phíp đỏ. Phôi này ở trong nó hơi trầy sơ. Cây số 7 290 ngàn. Số 8 là một cây súp phíp AFT súp Rocky, dài 4m2, độ cứng 25. Cây này của Hàn Quốc sản xuất. Ngay cái phần tay cầm thì nó có hơi bị dính những cái keo nha mọi người. Bát Fuji FS7 nè. Ừ, em xin lỗi, cái này nó hơi dính keo ha. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji luôn. Cây này thì ngọn cần là 3 ly luôn nha mọi người. Cây này cứng cứng 25 mà đọt 3 ly, dài 4m2. Cây này nó có 4 lóng. Cây số 8 300 ngàn cây này. Cây số 9 là một cây cần Shimano Arocast 3m9 nha mọi người. Cây này thì có hơi trầy xước nè, bát Fuji FS7, khoan là khoan gập như thế này. Cây này ngọn của cần này là 2 ly 9, nặng 500 gram, 2 ly 9, độ cứng chắc tầm 25 ha, dòng Shimano Arocast ha. Đó, khoan cái mình gặp được. Số 9 300 ngàn luôn, đây nó hơi trầy sơ. Số 10 là một cây súp 4m5. À, cái này nó bị mất cái đít rồi, mọi người mua em tìm cái đít vặn lại cho mọi người. 4m5, bát Fuji FS7 nè. Cây này của Hàn Quốc sản xuất, best quality rods, dài 4m5, khoen là khoen Fuji đá sứ ha. Ngọn cần 2 ly 6, nặng 540 gram. Số 10, cây này giá 300 ngàn. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng ạ. Cây này nó có 5 lóng tất cả. Mã số 10 300 ngàn, chất liệu là phíp. Số 11 là em giới thiệu là cán vợt, một cặp cán vợt phíp, gồm một cây 1m8 và một cây 1m6. Cây này 1m8 là vân giả trúc, chiều dài 1m8, rang là rang 8 ly. Đó, mình rút ra thu gọn về, thu gọn về là chắc tầm 1m1 thôi. Nặng 200 gram, và cây này dài 1m6 ha. Rang này là rang 8 ly, à, rang 12 ly, 1m6, nặng 180 gram. Cặp này em bán 250 ngàn, gồm có một cây 1m8 và một cây 1m6. Cây 1m6 nặng 180 gram, cây 1m8 thì nặng là 200 gram. Rồi, cặp này nữa là cặp phíp đó nha mọi người. Cặp 12 là gồm có là một cây cần 1m65 và một cây là 1m8. 1m65, bát là bát hãng, khoen đá sứ như thế này, đọt 1 ly 6 nha mọi người. Cây này cứng tầm 20 nè, nặng 80 gram và thu gọn 43 cm. Và cây này 1m8 nè, cây của hãng Shakespeare 1m8, khoen là khoen không lồng sứ ha. Ngọn 2 ly 1, nặng 120 gram và thu gọn là 38 cm. Số 12, cặp này giá 200 ngàn.
Tiếp theo là sẽ là một cây flip nữa nha mọi người, là số 13, là cây cần mini. Cây này thì thu gọn thì nó cũng tầm khoảng cái này nó cũng là tầm 45-47 cm gì đó thôi. Dài là 2m1. Cái này của Hàn Quốc sản xuất, hàng của hãng in gì đây, Static Enjoy nha mọi người. Khoen này là khoen đá sứ ha, đọt đặc Bu Fuji luôn, đọt 1 ly 8, nặng 230g. Cây 13, cây này thì cái khoen là nó hơi bị khô keo, về để mọi người mua em dán lại keo cho mọi người nha. Số 13 giá 190.000 cây này. 14 là một cây lưu hai khúc dành cho máy ngang. Cây này là của hãng Shimano của Nhật sản xuất nha mọi người. Chiều dài 5,6 feet là 1m68 nè. Lưu là từ 7 cho tới 21g, lai là 8 cho tới 20lb, khoen là khoen Fuji đá sứ tem vàng xuất Nhật, cần có hơi cũ theo thời gian. Ngọn cần 1 ly 8, nặng 100g, số 14 à. Cây này hơi cũ theo thời gian, để cho mọi người giá là 350.000. Số 15 là một cây ISO khoan nhỏ, dài 4m4, đọt số 2 của hãng CG, 5 lóng, nặng 190g, 4m5 em đâu, còn 4m4, khoan Fuji, bát Fuji, đọt 1 ly 5, 1 lóng, 2 lóng nè. Lóng thứ 3 có hơi trầy xước, 4-5, có tất cả là có 5 lóng ở đây có hơi trầy. Cây này cây số 15 giá 350.000 ạ. Cây số 16 là một cây cần 5m3, cây này ISO khoan nhỏ, 5m4 còn 5m3, đọt số 2, Protrus 6 lóng, made in Trung Quốc nha mọi người, bát là bát hãng ha, khoan là khoan đá sứ hãng luôn. Cần này thì ngọn của nó là 1 ly 6, nặng 320g. Lóng 2 nè, lóng 3, lóng 4, lóng 5, lóng 6, tất cả có 6 lóng và có hơi trầy xước ha mọi người. Số 16 cây này giá là 390.000. 17 một cây carbon mini. Cây này là dài 1m65 của hãng Alpha. Khoen đá sứ, bát là bát vặn như thế này, tay cầm ở đây là mút nha. Đọt 1 ly 8, nặng 100g, đọt đặc, cứng tầm 20. Cây này thì thu gọn là 41cm, có hơi trầy xước, mã số 17, 280.000 cây này. Hàng có hơi trầy xước ha. Mã số 18, cây này là 370.000. Là một cây mini 1m8, Queen Rosa của Hàn Quốc sản xuất, 5 lóng, khoen đá sứ, bát Fuji. Cây này là khoen Fuji ấy nha mọi người, mà sao cái này nó không dập Fuji, chỉ có cái bu là Fuji, là dập Fuji nè. Đợt 1 ly 5, nặng 100g. Thu gọn 45cm, số 18, 370.000. 19 là một cây mini 2m4. Lucky Sunday Bass dài 2m4, cây này của China sản xuất, cây này là của hãng Alpha. Khoan này là khoan Fuji nha mọi người, đi luôn, có bu Fuji nè, nó đi liền theo một cái bộ nè. Đọt đặt 1 ly 5, nặng 130g, thu gọn là 46cm, số 19, 400.000 cây này. 400.000 là cây này có 6 lóng, 6 khoan và 1 bu, số 19. 20 là giới thiệu đến mọi người một cây cần lưu hai khúc dạng chuyên suối nha mọi người. Cần thì nó cũng mềm thôi, cây này nó dạng như cần handmade đó mọi người, người ta làm chế lại sao đó. Mềm trên cần thì nó không có để thông số của nhà sản xuất luôn. Cây này foil là giống, rất là giống foil Shimano á, cây màu xanh như thế này. Khoan là khoan Fuji 6, dàn khoan rất là giá trị ha. Cái này nó có hai khoan Fuji 6, hai khoen ngay phần gốc và còn 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7 khoen. Bu xích luôn nha mọi người. Đó. Dành cho máy đứng bát là bát Fuji luôn nè. Dài 2m1, đọt 1 ly 1, nặng 80g, số 20, cây này giá 500.000. 21 cũng là một cây phôi, cũng phôi giống Shimano lắm đó nha mọi người. Cây này bát cũng là bát Fuji. Đó. Và cần thì nó cũng dài là 2m3, cây này dài 2m3, khoen nó là khoen... khoan xích ha, cái gốc nó là có hai cái khoan xích và
và ngọn nó thì 2 rồi 3 4 nè, 5 6 7 8 9 khoen. À, 8 khoen và một bu mọi người. Đọt nó thì dọn cần suối mềm ha. Nên nó bị dính keo thôi nha mọi người. Phôi thì cũng còn rất đẹp. Dài là 2m3, đọt 1 ly mốt, nặng 100g và cây này giá 500.000 nha mọi người, free ship ha. Phôi rất đẹp, vàng khoen rất đẹp luôn. 22 là một cặp cần. Cặp cần lưu mấy ngang. Gồm có một cây cắn súng như thế này. Cây này là của hãng gì đây? Phu. Dài 6,6 feet. Lưu là từ 1/4 đến 5/8 OZ, line là 8-20 LB. Dài 1m95, đọt 2 ly, nặng 180g, khoen là khoen đá sứ. Đá sứ dạ quang carbon vân. Và cây này mấy ngang này là bát Fuji, khoen Fuji, dài 1m8, độ cứng M, made in Hàn Quốc. Lưu là 7-21g, line là 8-20 LB, khoen Fuji. Số 22, cây này đọt 2 ly 2, nặng 100g. Số 22 giá 400.000 một cặp, giá rất là rẻ luôn. Chất liệu carbon. Số 23 là cây cần carbon, cần bè Target Bát Fuji FS6 ha. Dài 1m65, cây này bụi hụt nè, bị hụt tầm 5cm, còn 1m6 nha mọi người. Cây này cứng 30, cần bè khoen Fuji ha. Có hơi trầy xước. Khoen là khoen Fuji, bát là bát Fuji. Đó, khoen là khoen Fuji đá sứ. Đọt 1 ly 6, nặng 140g. Số 23 200.000 cây này. 24 là một cây súp. Súp cây này là 39 của Shimano, là có hạ bát rồi. Cái em đo còn 38 là bát Fuji FS7. Cái này nó hạ bát và sơn lại nè. Khoen Fuji, đọt là cây này là ngọn của nó là 2 ly 6 nha mọi người. Đọt nó có sơn trắng một đoạn ha. Bên trong thì còn đẹp, cái này là nó hạ bát. Nặng 300g. Này nó quá quấn chỉ nhưng mà chưa có đi keo mọi người. Thì mọi người thích thì mình đi keo lại ha. Số 24 400. 25 là một cây cần ISO khoan nhỏ. Cây này nó bị rớt cái đít rồi, người ta dán cái gỗ vào có đít cho mọi người tay cầm ở đây. Bát Fuji FS6, dài 5m4, cần của hãng Nissin, khoen ISO khoan nhỏ. Đọt 1 ly mốt, nặng 220g. 6 lóng. Và cây này là cây số 25, giá 450.000 free ship ha. 26 là một cây cần 3 khúc dây trong. Cây này là của Daiwa. Bass là bass Daiwa luôn, dài 3m2, cứng 50. Cây này của Đài Loan sản xuất. Có cốt nô luôn. Luồng bu xích hết nha mọi người, cần còn đẹp ha. Dòng Bower Mate ha. Đọt 2 ly 3. Cân nặng là 380g, số 26 530.000. Và cây này 530.000 free ship. Và nãy giờ em giới thiệu đến mọi người một số cây cần, mọi người yêu thích mã nào nhắn giùm em mã hàng nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ạ.